Rồi hello bạn, mừng bạn đã đến với YouTube channel của Thanh Như Hai Con. Thì hôm nay mình có một buổi mình từ Phú Yên đến Ngõ Thành Hà Nội đó, mình gặp một bạn trong nhóm tái chiều cao. Thì bạn ấy cũng đã tập luyện và dây tái hóa chỉ chiều cao thành công đó. Thì mình đến nhà bạn ấy luôn ha. Thì em có thể giới thiệu một chút về bản thân là em tên gì, sinh năm bao nhiêu nè? Em tên Quân, sinh năm 2005 ạ. Thì em có chia sẻ với anh là em hiện giờ là đo được 1m69 bằng thước xây dựng đúng không ha? Vâng. À, là lúc chưa tập chưa là 1m63 nè. Vâng. 63 lên 69 là bao nhiêu xăng ta? 6 ạ. À. Anh ơi. 3 4 5 6 7 7. 7 cm ha. Thì em có thể kể sơ qua là em tập bao lâu để mất bao lâu để em lên được 7 cm? Em tập từ được tháng 4 năm ngoái là đến bây giờ là tầm khoảng hơn một năm tí. Tập kick quá cao với cả tập tập ăn con với cả tập gym với cả nói chung là tập nhiều thứ ạ. Tập giãn cơ rồi đấy, yoga. Em có chia sẻ là ba mẹ em khá là thấp đúng không? Ba mẹ có biết bao nhiêu? Mẹ em là 1m94, bố em là 1m50, còn hai chị nhà em là một chị là 47, một chị là 44. Hiện tại mình hiện tại là 1m69. M69 gồm 1m7 ha. Rồi thì không biết là cho mấy bạn xem là chỗ bạn luyện tập của bạn Vuông, tên Vuông đúng không em? Vâng. Em tới giới thiệu cho các bạn này. Đây là cái bãi luyện tập của mình. Thì bãi này là do mình sáng tạo ra. Trong mùa dịch đợt tháng 3 năm 2022. Thì cái tạ nhựa này là em mua về. Em ngồi tạ ngồi cái bê tông vào. Tự làm ở chỗ này, làm xong thì chuyển ra chỗ này. Cột bê tông thì mua sắt về làm cả cái máy này, chắc là anh em tập gym thì quen thuộc rồi. Kêu xô á. Còn có cái dây để đâu nhỉ? Cái dây để tập dây sau nữa. Đây tạ này tầm khoảng 87 cân. Wow, này để deadlift đúng không em? Nặng chứ? Deadlift 87 cân, còn đây là tạ 5 để tập gọi là bổ trợ thêm. Đây là tạ cục này là 14 cân. Cục này là 14 cân, còn cục này là 9 cân. Còn có hai cục 18 cân dùng để đẩy vai nữa. Mấy cái thanh đòn vớ vẩn này thì để nghịch thôi. Còn đây là cái dây này thì trước em hay tập với tay cái dây này. Cái đây là cái ghế để ngồi để ngực, đẩy ngực ạ. Nhưng mà bây giờ không tập gym nữa nên là này anh thấy cái đòn để hít đất đâu ta, cái mới thấy mà không biết đâu. Đây là cái para đi. Cái para này thì mà tập như ở trồng chuối, plan này, hít đất, nói chung là cầu có nhiều kiểu tập. Cái ghế này là do mình tận dụng để tập xà kép, với là tập skill trên này. Rồi còn gì nữa không em? Còn cái nấm mốc mà em để trong này. Nấm mốc thì đây cái thích để cho nấm mốc, nhưng mà cái nấm mốc này do trời mưa nên là em để trong nhà. Rồi không biết là 1m63 lên 1m69 là mất bao nhiêu lâu em bên rồi? Tầm khoảng hơn 1 năm tí ạ. Hơn 1 năm thì em sau 1 năm đó thì em có đúc kết kinh nghiệm gì cho mấy bạn không? Sau 1 năm thì mình khuyên các bạn là nên ngủ sớm này, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng này, nên tập luyện này. Nói chung là nhưng nên làm những cái lành mạnh, không nên gọi là uống rượu bia nhiều. Mình không uống rượu bia, những chất kích thích là không uống gì luôn. Một ngày các bạn chỉ cần bỏ ra 1 tiếng luyện tập thôi thì mai sau các bạn sẽ thấy cái hiệu quả là cái. Em muốn chúc các bạn trong nhóm tái chiều cao được gì em chúc các bạn là nếu mà tập, nếu mà không cao được thì chúng ta cũng có sức khỏe. Cứ tập được đến đầu đến cứ tập mà không cao thì chúng ta cũng có sức khỏe. Mình tập mình không bao giờ mình lỗ cả, mình chỉ có lãi thôi. Ok thì thôi. Rồi cảm ơn bạn đã xem video, thấy hay thì bấm like và share mọi người của mình nhé. Rồi tạm biệt bạn. Ok đây không sao đâu.